Có những cái khổ nó là đau lắm, nhưng có những cái khổ chưa chắc đã là đau. Tại vì có đau hay không nó phụ thuộc vào cái thái độ, cái phản ứng của chính bên trong chúng ta nữa. Đau liên quan đến tiền, liên quan đến thân thể, liên quan đến mối quan hệ như chúng ta đã vừa nói chuyện. Nhưng khi các bạn gạt bỏ cái bề mặt đó của khổ đau á, thì sâu bên trong khổ đau luôn luôn có một cái gốc chung. Chúng ta sẽ cùng nhìn cái gốc đó nha. Khổ đau. Có những cái khổ á mà bạn không có thấy đau. Tại vì khổ này này nó khác với đau. Giống như có những người cũng nóng ngồi ở đây nhưng mà không thấy mệt mỏi gì hết á. Thứ nhất tại vì tâm của các bạn tĩnh hơn, thân của các bạn tĩnh hơn và các bạn đang tập trung chú ý vào những cái gì mà các bạn sẽ được học ngày hôm nay. Nhưng cũng có những người họ cũng chịu đựng cái nóng y chang như bạn nhưng họ thấy rất khổ. Họ thấy rất đau, thậm chí họ khó chịu với cái điều đó nữa. Trong cuộc sống của các bạn cũng y chang như thế đúng không? Có hai người phụ nữ cùng bị đứt tay đi. Nhưng cái người đầu tiên á, là một cô tiểu thư mà chẳng có nấu ăn bao giờ, chẳng có dùng dao bao giờ, tự nhiên bị đứt tay. Sau đó cô ấy cứ coi cái đứt tay đó là một điều rất nghiêm trọng. Và đến lúc đi kể cho bạn trai nữa, anh ơi em bị đứt tay này, mà bạn trai mà quan tâm chăm sóc thì không sao. Bạn trai mà nói đứt tay thì là chuyện bình thường, em lớn rồi em phải tự chăm sóc cho mình, thì lại càng đau. Nhưng nếu cũng sự đứt tay đó, cũng vết nứt đó mà là một người mẹ đang phải chăm con, thì bạn có tin là người mẹ đó vẫn cứ tiếp tục chăm con không để ý đến cái việc đứt tay của mình không? Có nhiều bà mẹ như thế trong cuộc đời mà. Tại vì việc chăm con là việc quan trọng hơn. Đau một xíu này đâu có khổ được đâu. Đâu có gì là lớn lao không? Các bạn nhìn mà xem nhé, có bao nhiêu bà mẹ như thế đã trải qua tình huống đấy? Có đúng không? Vậy có những cái khổ nó là đau lắm, nhưng có những cái khổ chưa chắc đã là đau. Tại vì có đau hay không nó phụ thuộc vào cái thái độ, cái phản ứng của chính bên trong chúng ta nữa. Và khổ đau á của con người á thường được xếp là mấy dạng sau. Cái dạng một được gọi là phiền não. Phiền não là cái gì ta? Mình cũng hay nghe thấy cái từ não nề rồi phiền toái rồi phiền phức. Phiền não là những cái vấn đề mà chúng ta đang khó chịu, chúng ta đang không giải quyết được. Vậy phiền não này nó đến từ đâu vậy? Phiền não này đến từ đâu? Phiền não này nó đến đầu tiên á, không phải do ngoại cảnh. Nội lực nhỏ hơn ngoại cảnh thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền não. Ngoại cảnh cũng có thể làm mình đau đó, cũng có thể làm mình khổ đó. Nhưng mà ngoại cảnh không phải là cái nguyên nhân sâu xa đầu tiên và cũng không phải là nguyên nhân cốt yếu khiến chúng ta khổ. Mà bởi vì nội lực của chúng ta quá yếu so với cái ngoại cảnh đó. Các bạn đã tiếp xúc với những con người bị trầm cảm chưa? Hay chính chúng ta cũng bị trầm cảm rồi, chúng ta giơ tay xem nào. Cũng bị hả? Trầm cảm là có 3 cấp độ. Cấp độ 1 được gọi là buồn chán. Mình chán ngủ dậy, chán mà không biết vì sao mình chán, mình buồn mà không biết vì sao mình buồn. Mà không phải là cái dạng buồn chán vu vơ đâu nha. Cái sự buồn chán sâu thẳm ở bên trong á, mà đôi khi không rõ nguyên nhân và lý do. Các bạn nào trải qua rồi hiểu điều này. Chán mãi mà không xử lý được thì sẽ chuyển sang trạng thái thứ hai, cấp độ thứ hai của trầm cảm. Đó là sợ hãi. Sợ hãi, lúc này bắt đầu sợ. Sợ mình thế này, sợ người ta thế kia, thậm chí sợ đến mức hoang tưởng về sợ. Tôi ăn tiếp xúc với những bệnh nhân bị trầm cảm mà họ sợ cứ 6 giờ tối là họ sợ. Vì lúc này họ nghĩ là 6 giờ tối là có thế lực ma ám là xuất hiện hay sao.
họ sợ cái bàn, họ sợ những cái thiết bị mà có mắt, họ sợ ai bị đó theo dõi họ. Và nếu như không xử lý được thì họ sẽ chuyển sang giai đoạn 3, được gọi là tuyệt vọng. Và trong giai đoạn tuyệt vọng này sẽ có rất nhiều những tiếng nói nhỏ bên trong nói với họ rằng: à, đi tự tử đi, đi chết đi, sống nhiều, chán thế này, sợ thế này, sống làm gì, chết vui lắm, đi chết đi, và thúc giục họ tìm đến cái chết. Nghe nó đáng sợ nhỉ, nhưng nó là một sự thật của xã hội đó các bạn. Bên cạnh những tỷ lệ những người chết vì Covid-19 thì có một tỷ lệ lớn hơn những người chết vì họ tự tử, vì họ qua đời, vì trầm cảm. Bởi vì khi tiếng nói nhỏ thúc giục họ, có thể một lần một tuần, rồi ba lần một tuần, một ngày một lần, ba lần một ngày. Và cấp độ càng dày đặc thì họ càng dễ tìm đến cái chết. Và bản thân tôi cũng là một người trải qua giai đoạn đó. Thế nên tôi hiểu rằng cái tiếng nói nhỏ đấy nó thúc giục mình một cách ghê gớm như thế nào. Nhưng mà không phải là tại nó cũng chính là mình. Tại vì nội lực của mình lúc đấy quá yếu kém, đến nỗi mình không thể nào mà mình chống đỡ nổi những cái ngoại cảnh đang đến. Thế nên là mình phiền não, mình khổ đau. Mà nội lực của mình yếu á. Bởi vì sao này? Thứ nhất, bởi vì mình mong cầu quá nhiều. Mình muốn mọi thứ phải xảy ra y như ý của mình cơ. Còn nếu nó trái ý mình một chút là mình không chấp nhận được. Cái câu mà tôi không thể chấp nhận được á, nó là một cái câu mà rất nhiều người nói, và rất nhiều người nói nó ở trong đầu. Tôi không thể chấp nhận được cái hành xử này, tôi không thể chấp nhận được cái điều này. Có bạn nào cũng có cái tiếng nói nhỏ là tôi không thể chấp nhận được một cái điều gì đó ở bên trong không? Tôi không thể chấp nhận được anh ta là bạn đời của tôi rồi, anh ta phải chung thủy chứ. Tôi không thể chấp nhận được cái điều đó. Và bạn biết không? Chính cái sự bạn không chấp nhận được đó làm cho bạn khổ, chứ không phải là tại anh ta hay không phải là tại cô ta đâu. Bởi vì bạn đâu làm chủ được người ta đâu. Nhưng mà bạn vẫn cứ mong cầu, bạn cứ không chấp nhận được. Rồi mong cầu hoài, không được đáp ứng, không được chấp nhận, thì chúng ta sẽ chuyển sang trạng thái sân hận. Thật ra sân á thì nhỏ hơn hận. Sân giận dữ, hận là oán thù rồi. Và có những người mà sân nhiều quá thì sẽ chuyển sang hận, ghép lại thành cặp đôi là sân hận. Và khi mà chúng ta sân hận rồi á, thì chúng ta không còn biết được điều gì đúng hay sai nữa. Khi mà chúng ta sân hận rồi á, chúng ta chỉ có ý muốn là trừng phạt người khác thôi. Mà trước khi chúng ta trừng phạt được người khác là chúng ta đã đang trừng phạt chính bản thân chúng ta từng giây từng phút trong cái sự bế tắc và khó chịu đó rồi. Và đặc biệt á, những ai càng tổn thương nhiều, càng dễ nóng giận, càng sân giận nhiều. Cái người nào mà thể hiện cái sự nóng tính, khó tính á, thì chắc chắn là người đó đã phải chịu cái ngọn lửa sân giận đấy rất lâu rồi mà không được giải tỏa. Có bạn nào phải sống chung với gia đình một người nóng tính không? Ba mình nóng tính, mẹ mình nóng tính, bạn đời mình nóng tính, và rồi chính mình nóng tính luôn. Bởi vì mình bị lây lan cái lửa giận đấy từ họ. Bởi vì những người nóng tính là những người đang rất khổ đau. Nó là một dạng của khổ đau này. Rồi chúng ta vô minh nữa, cũng là nguyên nhân khiến chúng ta khổ đau. Vô minh là từ văn vẻ các bạn, nói cho nó hay á. Từ dân gian á, được gọi là ngốc. Vì là chúng ta ngốc, thế nên là chúng ta không ý thức được rằng ạ, cái gì cũng sẽ thay đổi trên cuộc sống này. Vì chúng ta ngốc, thế nên là chúng ta không chấp nhận được sự thay đổi. Chúng ta không chấp nhận được điều này. Chúng ta nghĩ rằng mọi thứ nó vẫn phải diễn ra đúng như cái kế hoạch đó. Mọi thứ nó vẫn phải diễn ra y chang như những cái gì mà chúng ta đã nghĩ. Và chúng ta có ngốc đến cái mức đó. Chúng ta không chấp nhận được sự thay đổi. Hoặc nói đúng hơn là sự thay đổi mà tốt á, mà như ý mình á,
được tăng lương, được tăng thưởng, được bạn đời ngày càng quan tâm và yêu thương thì chúng ta dễ chấp nhận lắm. Nhưng nếu cái sự thay đổi đó nó làm cho mình khó chịu, như là người ta đang từ thương mình mà hết thương mình, như là con mình từ nó ngoan với mình chuyển sang nó cãi lại mình, thì chúng ta không chấp nhận được sự thay đổi đó. Nhưng chúng ta không biết được một điều rằng cuộc đời này luôn luôn thay đổi. Có một sự thật duy nhất không bao giờ đổi thay, đó chính là sự vô thường, là sự thay đổi. Giống như là bây giờ các bạn đang nóng thôi, nhưng mà lát nữa là các bạn hết nóng rồi. Giấy nỗi đau chúng ta có thể phát sau nhé. Và chúng ta thấy rằng mọi thứ đều sẽ thay đổi. Và vì chúng ta vô minh nữa, vì chúng ta không có nhìn nhận ra nữa, thế nên là chúng ta cũng không nhìn ra nhân và quả. Thế nên mình mới nghĩ là mình khổ là do người khác ấy. Mình khổ là do đối tượng bên ngoài á, mà mình hạnh phúc cũng là do đối tượng bên ngoài á. Thế nên nếu như mình cần hạnh phúc thì mình phải đi bám lấy cái đối tượng đó, mình mới có thể có được hạnh phúc. Các bạn có biết là hầu hết những tình huống ngoại tình diễn ra á, trong mối quan hệ tình yêu hôn nhân á, là bởi vì họ hiểu sai về hạnh phúc. Bởi vì cái đối tượng đấy đi ngoại tình vì người đó nghĩ rằng cái người thứ ba đấy sẽ đem đến hạnh phúc cho mình. Chỉ ở bên cô này, chỉ ở bên anh này thì lúc đó mình cảm thấy vui lắm, mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Còn đâu á, bảo mình tự sống với mình là mình không có hạnh phúc. Bảo mình tự sống với người khác là như là vợ mình, như là chồng mình là mình không có hạnh phúc. Hoặc có những người họ ở bên ngoài họ rất thành công á, và họ nhận quen cái sự tung hô, cái sự ghi nhận, cái sự ngưỡng mộ rồi, và họ bị mắc kẹt vào nó, họ nghiện ngập vào nó. Thế là chỉ đến chỗ này mình mới được hạnh phúc thôi. Quay trở về nhà mình á, đâu có ai thương mình như thế đâu, đâu có ai ghi nhận mình như thế đâu, đâu có ai tung hô mình như thế đâu. Và rồi họ không hạnh phúc với gia đình của họ, bởi vì họ có một nhận thức rất sai lầm về hạnh phúc. Còn nếu như mình muốn giúp họ, mình phải cho họ nhận thức đúng về hạnh phúc, đó là họ có thể hạnh phúc ở bất kỳ đâu với bất kỳ ai, chỉ cần họ nhìn ra mà thôi. Một người không hạnh phúc là bởi vì không nhìn ra những yếu tố hạnh phúc mà mình đang có. Còn một người đang không hạnh phúc với người khác là bởi vì không nhìn ra những điều tốt đẹp mà người khác đang có. Bởi vì quá tập trung vào điểm yếu của đối phương, quá tập trung vào những cái điều không tốt của đối phương. Và lát nữa, trong buổi sáng ngày hôm nay, trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ lọc sạch cái phần này. Chúng ta sẽ lọc sạch những cái điều xấu và những cái điều tốt ở mình và ở cả đối phương của mình. Còn đến cái ngày mà chúng ta bắt đầu nhìn nhận ra điều này, chúng ta bắt đầu nhận trách nhiệm về khổ đau của mình, chúng ta bắt đầu nhìn ra nhân và quả của mình, chúng ta bắt đầu chấp nhận được sự thay đổi của mình, thì cái lúc đấy là cái lúc nội lực của chúng ta sẽ bắt đầu tăng trưởng. Và cái lúc đó là lúc mà ngoại cảnh nó sẽ không thể nào tác động đến mình quá nhiều nữa. Và thậm chí mình biến những cái ngoại cảnh đó thành động lực để cho mình phát triển, biến ngoại cảnh đó thành động lực để cho mình tiến lên.